Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngài Hòa Thượng Thiền Sư đã an vị trên pháp tọa. Kính thỉnh chư đại đức tăng ni cùng chư vị Phật tử đảnh lễ ngài ba lễ. Và tiếp theo là phần cho giới, thì ngài Hòa Thượng sẽ cho các vị hòa ngũ giới và bát giới cùng lúc. Tuy nhiên có cái sự khác biệt là trong cái phần cái giới thứ ba đó, thì ngài Hòa Thượng sẽ đọc cái giới cho các vị hòa ngũ giới trước, và sau đó là giới cho quý vị họ pháp phần hai giới. Ngoài ra sau đó thì khi mà hết cái phần ngũ giới rồi thì tất cả những vị muốn thọ ngũ giới dừng lại và để cho các vị thọ ở ngoài cả giới tiếp tục. Chúng tôi xin thành kính lễ ngài. Kính bạch ngài, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới, nơi tam bảo để đông giữ hành theo cho được sự lợi ích. Kính bạch ngài, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới, nơi tam bảo để vâng giữ hành theo cho được sự lợi ích lần thứ nhì. Kính bạch ngài, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới, nơi tam bảo để vâng giữ hành theo cho được sự lợi ích lần thứ ba. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Ba của Ba Đô. Ngài là Bậc Ca Rang cao thượng được chứng quả trên biên trì. Do ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy, con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Ba của Ba Đô. Ngài là Bậc Ca Rang cao thượng được chứng quả trên biên trì. Do ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy, con đem hết lòng thành kinh làm lại Đức Ba của Ba Đa. Ngài là Bậc Ca Rang cao thượng được chứng quả trên biên trì. Do ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy, con đem hết lòng làm lễ Đức Ba La Hoa đó. Ngài là Bậc A La Hán cao thượng được chứng quả trên biên trì. Do ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy, con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Pha La Hoa đó. Ngài là Bậc A La Hán cao thượng được chứng quả chánh viên tri. Do ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy, con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Pha La Hoa đó. Ngài là Bậc A La Hán cao thượng được chứng quả chánh viên tri. Do ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật. Con đem hết lòng thành kính xin quy Phật. Con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp. Con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp. Con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng. Con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng. Con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính
kính xin quy Phật lần thứ ba. Con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ ba. Con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ ba. Phép quy Tăng bảo tròn đủ chỉ có bấy nhiêu. Con xin vâng giữ đề mục là quy tranh xa sư sát sanh. Con xin vâng giữ điều học là quy tranh xa sự sát sanh. Con xin vâng giữ đề mục là quy tranh xa sự trộm cắp. Con xin vâng giữ điều học là quy tranh xa sự trộm cắp. Con xin vâng giữ đề mục là quy tranh xa sự tà dâm. Con xin vâng giữ điều học là quy tranh xa sự tà dâm. Con xin vâng giữ đề mục là quy tranh xa sự nói dối. Con xin vâng giữ điều học là quy tranh xa sự nói dối. Con xin vâng giữ điều học là quy tranh xa sự dị dương đủ và cấp chất sai. Con xin vâng giữ điều học là quy tranh xa sự dị dương đủ và cấp chất sai. Chư thượng tinh nên trở trì mười giây này chứ được trong sách phải đang vẫn giữ hành theo cho đến trong đời công tác dễ vui. Con xin vâng giữ điều học là quy tranh xa sự thông dâm. Con xin vâng giữ điều học là quy tranh xa sự ăn sai giờ. Con xin vâng giữ điều học là quy tranh xa sự ăn sai giờ. Con xin vâng giữ điều học là quy tranh xa sự mua tới càng đơn xem hoa nghe đàn tiền trang điểm và vật thơm dội văn và đeo trang vàng. Con xin vâng giữ điều học là quy tranh xa sự mua hát tới kèm đàn xem mua hát nghe đàn kèm trang điểm hoa vật thơm dội văn và đeo trang vàng. Con xin vâng giữ điều học là quy tranh xa chỗ nằm ngồi nơi ba cao và xinh đẹp. Con xin vâng giữ điều học là quy tranh xa chỗ nằm ngồi nơi quá cao và xinh đẹp. Chúng con xin thọ trì bát quan trai giới tròn đủ tam điều của Đức Phật đã giao truyền. Hậu đệ công giữ hạnh theo cho được trong sạch trọn ngày nay và đêm nay. Mong cầu gieo được giống lành để thấy rõ niết bàn trong ngày vi lai. Như thiện tinh anh thở trì bát quan trai giới với được trong sạch trọn ngày nay và đêm nay con nên dễ vui. Dạ xin vâng. Các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ dư dời. Các chúng sanh được giàu sang cũng nhờ dư dời. Các chúng sanh được giải thoát nhập niết bàn cũng nhờ dư dời. Bởi các cây này chưa thiện tin và ráng thở trì giới luật cho được trong sạch công nên đã lâm nhờ. Sa thu lành thay. Phạm thiên vẫn ngắm mùi khẩn khoảng. Phật nhận lời nhưng chẳng gì hơi. Quyết lòng mở đạo giai đời. Nhắm vườn lọc giá ngày dời chân sang. Thuyêu phá đổ các hàng đệ tử. Có năm thầy chính giữ pháp từ. Đó là nhóm kiều trân như. Được liên vương vị như niết bàn rồi tự mở ngay giao pháp bốn mươi lăm hạ giác đẹp mới không mòn vẫn là điều lợi ích hàng còn lâu năm cả tam giới thừa ân vô cập đáng mưa lành rơi khắp thế gian bởi nhân cơ tích
chúng sanh ngồi khắp chốn niên tối mê cầu đẳng trí là trí bên tuồng. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Imaya Dhammano Dhammapadipattiya Buddhang Bhojami. Imaya Dhammano Dhammapadipattiya Dhammang Bhojami. Imaya Dhammano Dhammapadipattiya Dhammang Bhojami. Con đem hết lòng thành kính lâm lại Đức Thế Tôn. Ngài là bậc ứng cúng cao thượng, được chân quả chân biên tri do Ngài tự ngộ không thể chế dạy. Con xin cúng dường Phật bảo bằng sự hành đạo. Con xin cúng dường Pháp bảo bằng sự hành đạo. Con xin cúng dường Tăng bảo bằng sự hành đạo. Do sự lễ bái cúng dường với lòng ăn Tam bảo, có thể vì tinh giả được sang vui, tinh tấn tu hành mau giải thoát sự đau khổ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sa thu sa thu sa thu lần thai. Phần đầu của giờ này xin trả lời câu hỏi của tiền sinh liên quan với khóa thiền thực tập trong khóa này. Câu hỏi số 1. Con kính đảnh lễ Ngài và các vị thiền sư, cùng lời chào đến ban tổ chức. Con xin tri ân Ngài và ban tổ chức đã tổ chức khóa thiền này. Do đó, con luôn luôn được bắt đầu ngày mới với thiền pháp. Tâm con an ổn và vô cùng hoan hỷ. Con kính thưa thưa ông, con xin được trình pháp trong thời thiền sáng hôm nay. Sau giờ thời giới nghe pháp bài và thiền với lời dẫn thiền của sư ông, tâm con chú ý hơi thở bắt đầu từ phòng xẹp. Con niệm phòng à, xẹp à, ghi nhận hơi thở vào phòng, hơi thở vào xẹp, ghi nhận phòng, phòng, xẹp, xẹp, chuyên chú 100%. Hơi thở nhỏ ngắn mạnh, con tiếp tục chuyên chú, ghi nhận hơi thở, giờ chỉ còn ở mũi vào ra. Ghi nhận vào, ghi nhận ra, có một khoảng đứng giữa vào ra. Con tiếp tục chú ý, ghi nhận quan sát, vào ra, ghi nhận, vân vân. Thân con tự nhiên giật mạnh, kéo đầu con giật lên, hai mắt con nhíu lại, nước mắt chảy ra. Con ghi nhận và quay trở về với hơi thở. Con cảm nhận cử động lên xuống của bụng, tiếp tục ghi nhận chú ý, và con thấy một khoảng sáng trước mặt. Con đặt tâm vào trước mặt và vẫn hay biết cảm giác phòng xẹp nhẹ nhàng. Tâm con hay biết an tịnh sáng suốt, và tiếng sư ông đọc kinh cất lên, con niệm nghe nghe và con cảm thấy ánh sáng vàng nhạt trước mặt an tịnh. Con chú tâm vào âm thanh và niệm nghe nghe hoàn toàn thanh tịnh, và lắng tâm hoàn toàn
nghe nghe. Đến đoạn con nghe quý sư cô và quý thầy đọc kinh, con niệm nghe nghe và con cùng rải tâm từ, con tràn ngập sự an ổn mát mẻ. Con mở mắt lau nước mắt và đảnh lễ sư ông với hết lòng tôn kính. Tâm con mở rộng và đầy lòng biết ơn. Con viết thơ này với lòng thành kính, xin gửi lòng tri ân của con đến Ngài, và con cầu chúc Ngài luôn an vui sức khỏe, và mong cho tất cả chúng sinh được an vui thoát mọi khổ đau. Con là một thiền sinh sơ cơ, chưa được tham dự một khóa thiền miên mật nào. Hàng ngày con làm việc gì đặt sự chú ý vào việc đó? Tâm con hay biết kể cả những lúc con thất niệm dễ vui, con thường luôn suy tư về những gì xảy ra với con. Con luôn giữ sự quan sát tâm mình, và con cố ý giữ giới chứ được trong sạch. Con cảm thấy tất cả sự an vui của con đều là ơn Tam Bảo. Một lần nữa con kính tri ân Ngài, nhờ có Ngài mà con được hành thiền dưới sự hướng dẫn chi tiết. Con xin cúi đầu đảnh lễ Ngài, mong Ngài sức khỏe và chỉ dẫn con nhiều hơn. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Sa thu. Đây là một cái câu hỏi của một vị hành giả ngồi thiền, có cảm giác như thế nào xưa mới vừa kể cho quý vị. Đối tượng niệm trong cái câu hỏi này đã giải thích rõ vấn đề niệm. Niệm được chặt chẽ, niệm địa được chi tiết, niệm được nhiều hơn. Chỉ liên quan với sự tu niệm, sự giữ giới, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng và liên quan với chánh định, thì trong định có chánh tinh tấn, chánh niệm tiếp tục liên tục, hành giả kinh nghiệm như thế nào? Bây giờ giải thích hồi nãy, hành giả thấy được ánh sáng, một khoảng đứng giữa vào ra, còn tiếp tục ghi nhận quan sát và ra đây. Thân con tự nhiên, đây là một cái kinh nghiệm ngoài phòng ngoài rèm. Thân con tự nhiên giật mạnh, kéo đầu con giật lên, đây là ngoài cái phòng ngoài cái rèm, giật lên giật xuống cũng là trạng thái của gió. Hai mắt con nhíu lại cùng trạng thái của gió. Quán thân quán pháp. Nước mắt chảy ra, đây là một trạng thái của thủy đại cảm giác được quan tâm. Con ghi nhận và quay trở về với hơi thở, cũng trở về với thân, và cảm nhận cử động lên xuống ở bụng thân. Tiếp tục ghi nhận, chú ý con thấy có một khoảng sáng trước mặt đối tượng. Hồi nãy nói về liên quan với thân hết, thân giật, thân chuyển, vân vân. Bây giờ thấy một ánh sáng liền mặt, thấy thì gọi là thấy liền của dòng mặt. Con đặt tâm vào trước mặt và vẫn thấy, biết cảm giác phòng xẹp, vẫn tâm ở phòng xẹp. Nhẹ nhàng, tâm con hay biết an tịnh và sáng suốt. Này, nói về vấn đề cảm giác ngoài phòng ngoài xẹp, đó gọi là cái sự kinh nghiệm cảm giác, cái sự tỉnh thức ngoài chánh niệm, có cái sự tỉnh thức thêm. Tỉnh thức như thế nào? Biết thêm, biết giật, biết có ánh sáng, vân vân.
mà trở lại thêm nữa, thêm sáng vàng nhạt trước mặt, trở lại như vậy có sự an tịnh liền vào cái tâm, càng cho tâm vào âm thanh và niệm nghe toàn thân thanh tịnh. Rồi lại nếu mà thanh tịnh lắm, nó ở trong cái giới đại giới thanh tịnh rồi, cho này mới là tâm thanh tịnh và lắng tâm hoàn toàn, lắng tâm tâm trong lúc đó không có vọng tưởng, không có truy tầm, không có vọng tưởng, nghe ở trong lúc bây giờ, nghe với tai mắt thấy ánh sáng, tai nghe âm thanh, đến đoạn con nghe quý sư con đây là âm thanh pháp, tai nghe được âm thanh từ xa như vậy đó. Âm thanh cũng là một sắc pháp, mà bây giờ tai nó nghe được âm sáng thì nó đã qua những cái kinh nghiệm tai nữa. Đây chỉ là cái gì xảy ra trong lúc bây giờ, cái rải tâm từ vân vân. Đây của một vị hành giả đã giải thích sự kinh nghiệm của mình liên quan đến sự tu tập của mình. Sau cuối cùng hành giả không quên tôi cảm ơn Tam Bảo đã quy Phật Pháp Tăng và hành pháp pháp hộ trì như vậy. Đây là của một vị hành giả. Câu hỏi thứ nhất. Bây giờ tới câu hỏi thứ hai của một vị hành giả khác. Câu hỏi thì như thế nào? Kính bạch ngài, con hành thiền cũng được một thời gian ạ. Hiện tại con dành hầu hết thời gian để thực hành tứ niệm xứ phương pháp của ngài Mahasi. Con rất hoan hỷ cái pháp hành này và cũng có những tiến bộ nhất định trên con đường thiền tập. Nhưng có một tập khí mà từ nhiều năm nay vẫn chưa bỏ được. Con có sự ưa thích về tư duy 2 chấm, nghĩa là thích suy nghĩ về pháp, thích đọc sách và thích đọc các sách về thiền tập của các thiền sư. Thời gian đọc trong ngày cũng không nhiều, khoảng chừng 30 phút, nhưng gần như ngày nào con cũng có đọc ạ. Trong ngày có những khoảng thời gian các dòng suy nghĩ về pháp khởi lên và con đi theo các suy tư ngày đó. Con biết sự ưa thích đọc sách và suy nghĩ, dù là suy nghĩ về pháp, cũng là một sự dính mắc và làm cản trở sự thực hành chánh niệm. Quý vị, thói quen này vẫn kéo dài nhiều năm nay và chưa trừ bỏ được. Kính mong ngài hướng dẫn và chế dạy cho con cách thức để vượt qua. Con xin cảm ơn ngài. Câu cuối cùng là kính mong ngài hướng dẫn chế dạy cho con cách thức vượt qua. Vượt qua đó, thích đọc sách. Đọc sách là trong Phật giáo thì có 2 phần sự kêu thu rắc á, nghĩa là pháp học và pháp hành. Pháp học để cho tu trẻ học trường bộ kinh, trong bộ kinh vân vân, học rồi cũng phải hành, học hành để tiến tới thành, đó là pháp học không bỏ được. Trở lại với lớn tuổi không thời gian học từ nhỏ, nhưng cũng thích đọc sách để mở mang trí tuệ, để yêu thêm sách của các vị thiền sư. Trở lại cũng là một món ăn tinh thần của người Phật tử tại gia, một phần của sự học kêu pháp học. Bây giờ bằng cách nào? Và nếu quý vị bỏ thì cũng là một cái pháp học bỏ. Bây giờ
Nếu mà cái pháp học không phải là học luôn, chỉ thời gian chừng 30 phút thì hành giả có thể đọc được và chảy. Quý vị dù gọi là tích cực như thế nào, cũng như vì hành giả nào mà theo 30 ngày, đây gọi là khóa tích cực miên mật. Còn nếu gọi là bán phận, vì chỉ giữ một thời gian nào, vì có việc và có nhiệm vụ với cá nhân mình, với gia đình phải giải quyết, mình là người đứng ra giải quyết. Như vậy hành giả đã không hành miên mật trong khóa này, vậy là bán phần. Thì bán phần này quý vị có thể đọc được nha. Nếu mà bán phần trong thời gian này hoặc ngoài thời gian, nghĩa là bất cứ thời gian nào cũng được, không giữ miên mật như nào. Rồi khi một hành giả gọi là hành thiền miên mật, thiền thôi, nghe là chánh niệm, đã giữ giới, hoàn toàn đi trên con đường thánh nhân, con đường bắc chánh đạo, con đường độc nhất, thì thời gian nguyện như thế nào cũng như người ta nguyện giữ giới đó. Ngộ giới thì chỉ mỗi ngày người đó giữ năm giới đó thôi trong cuộc đời, nhưng mà bác phàm trên giới có giới hạn, trong đó một ngày một đêm này, thì trong một ngày một đêm nếu người đó hành nguyện thật hà, hành giả phải xa lánh bốn điều giới mà giờ được Phật cầm chế. Như thế nào? Còn về giới thứ ba đó, thì gọi là giới phạm giới thông dâm hoặc là hành dâm. Và giới thứ sáu, không dùng quá ngọ, dùng đúng giờ. Này. Rồi giới thứ bảy đó là mua hát thôi kèm đàm vân vân. Thêm hoa ca đường kèm trang điểm qua phần thôn, rồi phân đeo trang hoa. Thứ tám, nằm ngồi nơi ba cao với chúng. Đây là để những hành giả nguyện thọ và tâm trại. Như vậy, chỉ một ngày một đêm đó thôi. Và ngoài đó, hành giả trở lại ngủ giới như thường. Hay nếu mà chạy giữ giới bác quan trai, hành giả vẫn đọc sách được như thường. Nhưng giới bác quan trai này, cái Đức Phật còn tài thế, giống như ngày nghỉ, không làm việc gì hết, đang nghỉ người đời. Thì các tôn giáo khác cũng vậy, nghĩ họ chỉ đi chùa thôi. Thầy bác quan trong Phật giáo ngày đó không làm việc gì vì giữ giới. Rồi những thầy giờ này đi chùa, làm phước, nghe kinh, đọc kinh, nghe chư tăng thuyết pháp nơi đạo, hành thiền. Hành giả biết hành thiền ở nhà, hành thiền trong ngày hôm nay vì một tình lễ mình không có cơ hội. Giờ ngày hôm nay mình rảnh, mình đặt kịp cho tôi. Ngày hôm nay tôi thọ bát quan trai, là tôi hành thiền. Như vậy thọ giới bát quan thêm đó cho người hành thiền thôi. Người hành thiền tích cực. Vì mới không có, mới giữ được bốn giới sao đó. Ví dụ, không ăn sáng giờ, thấy Đức Phật đâu có, đâu nói là ăn đó có tội đâu. Nhưng mà nếu hành giả muốn ngồi thiền thêm, cái gì giữ giới đó rất là tốt, giúp cho thiền ngay ngay như vậy. Có cái lợi ích riêng của đi trên con đường màu tới để nhẹ nhàng mà ta, đó là giới đặc biệt thêm. Bây giờ hành giả biết rồi, biết mình bỏ phận còn giữ một giới, hay mình thọ theo khóa thiền không phải là tích cực miên mật. Nếu quý vị có thể đọc được nha, đọc kinh, cũng như quý vị phải đi làm việc. Còn đó là thiền tích cực, quý vị không thể đi làm việc được. 10 ngày đó là quý vị chỉ việc của quý vị là việc chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tâm tâm, chánh niệm, chánh định, chánh kiến, chánh điều gì, chánh đi, không có việc gì khác đó. Đó là miên bằng. Thầy trong lúc đó khóa thiền hướng dẫn của vị không nên đọc sách này, có bình nhiều đó thôi, vì đọc sách là một cái tuệ quan, tuệ tư tuệ. Còn cái này mình đang tu huệ, còn bây giờ mình sẽ lui trở lại để mà đọc sách này, cái tâm của mình vào ở trong quan huệ tư huệ trở lại suy tư. Bây giờ cái nghĩa định như thế nào? Định là không suy nghĩ, suy nghĩ là định.
đó là một vị thiền sư mà sư theo học trên ngài tới 9 năm tại Bồ Đề Đạo Tràng. Thì mà hỏi ngài, bác thầy, cái nghĩa định đó là không suy nghĩ nè, không nói chuyện, không suy nghĩ. Nếu nói chuyện suy nghĩ tâm màu cái định, ngài nói vậy. Bây giờ nếu mình đọc sách là phải như vậy theo một cái sách người ta viết. Và sách đó tuy rằng lời của Đức Phật một phần nào cho tôi hầu hết của tác giả. Tác giả nói về tội, về phước, về nghiệp vân vân, nói về Chúa dạy. Thế Đức Phật giải thích tóm tắt như thế nào là khổ. À, khổ đế như thế nào, khổ vô thường. Thầy hành giả đó, người viết đó, mới viết mô tả cho rõ thêm cho người đọc hiểu. À, như vậy thuộc về tuệ quan huệ đọc. Như vậy cái tuệ này mượn của người khác, chứ không phải tự mình tu, không phải tu tuệ. Thì nếu có gì ở trong chương trình của bán phần vì vẫn được chỉ gọi là bây giờ tôi ngồi thiền. Khi mà bây giờ tôi thiền, tôi ngồi thiền, tôi đi thiền, tôi đứng thiền, ý nói là tôi định, ngồi định, đứng định, nằm định, thì có nói cái chữ định là không suy nghĩ. Ví dụ bây giờ tôi ngủ, khi mà tôi ngủ tôi không suy nghĩ, không đọc sách, không suy nghĩ. Nếu mà tôi đọc sách tôi suy nghĩ, tôi không ngủ được. Như vậy cái thiền, cái chánh định này đây không phải là ngủ, không phải là ngủ. Ngủ không biết cái hơi. Có lại như thế nào, một người mệt mỏi thấy quá, suy nghĩ mệt, nghe suy nghĩ. Bây giờ vì thấy mệt, nghe mệt, làm việc mệt, ngủ. Ngủ gì? Ngủ để cho mất mệt mỏi. Mà khi ngủ biết gì? Không biết gì hết. Tôi ngủ ngon lắm, giải thích ngủ ngon cho nó. Tôi không nằm mộng mị xấu xa. Không nằm mộng mị xấu xa nghĩa là không thấy mộng của mình, nghĩa là quên hết thế gian này, không còn biết gì hết. Ngủ vì biết rồi, tiềm thức ngủ ai cũng kinh nghiệm hết. Nhưng ngủ ngon, giải thích ngủ ngon. Tôi không có mộng mị, không có mộng mị trong giấc ngủ. Ngủ ngon thì chánh định cũng vậy, không suy nghĩ, là không mộng mị, không suy nghĩ, không suy nghĩ. Cho nên gọi là tu tiên. Tiên thấy bằng hành giả câu hỏi thứ nhất, theo dõi hơi thở. Bắt đầu tôi thấy cái thân này nó gặp, hay là thấy được nó sáng vân vân, cái gì thấy cái đó, không phải suy nghĩ. Nó bất chợt là thấy cảm giác trong thân này một gì lạ hơn, không có suy nghĩ. Cứ như mình kinh nghiệm cái đó, cái đó gọi là không ngủ, không suy nghĩ, và biết mà không suy nghĩ. Biết thì biết bây giờ không có suy nghĩ được. Bây giờ mất rồi, bây giờ mất. Cái đầm của sự chánh niệm tỉnh thức, chánh niệm tỉnh thức. Trong lúc gì gọi là ngồi thiền, giống như bây giờ tôi ngủ một đêm đồng hồ, tôi thiếp một chút, đừng, tôi mệt mỏi lắm. Giờ quý vị thiếp được 5 phút, 10 phút, 15 phút, nó cảm thấy khỏe, khỏe gì? Không mệt mỏi vì thấy, vì nghe. Chánh định cũng như vậy, không suy nghĩ. Suy nghĩ là không có định, không suy nghĩ là định. Như vậy, quý vị câu hỏi thứ hai này, vì áp dụng như vậy, có thể đọc được. Nhưng mà trong khi gọi là ngồi thiệp, đọc đại quyền, một tiếng, nửa tiếng gì đấy, thì suy nghĩ tới niệm, suy nghĩ, không phải không niệm, rồi bất quá, vì suy nghĩ, rồi nó qua rồi. Cái gì nó sanh, nó diệt, nó sanh diệt, không có thường. Này, cái đó không có suy nghĩ, một quyển sách nào nó không. Bây giờ, nhưng cái vọng nó tái, vọng tái của việc vậy, nếu việc không niệm, nó kéo gì đi. Thầy chỗ này mà ở trong nhất giả hiện giả, quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng, quá khứ đã đoạn tận, tương lai lại cho đến. Chỉ có pháp hiện tại, về quán chính là đầy đầy, về quán, về cam, 5 phút, 10 phút là không suy nghĩ lại như vậy. Đấy, như vậy, lần hồi được cái câu đó, vì thực hành đó là câu hỏi thứ hai của quý vị.
Bây giờ câu hỏi thứ ba là như thế nào? Kính lạy Ngài, lúc ngồi con nghe đạo, đạo tăng dần đến độ khủng khiếp, con có giữ tâm quân bình và quan sát cơn đau thì bỗng nhiên dừng thấy mất thật nhanh, và hiện tượng này chỉ xảy ra một lần như thế thôi. Như vậy là như thế nào trong tuệ minh sát? Kính Ngài giải thích còn rõ. Kính lại Ngài. Một câu thứ ba, kinh nghiệm lúc ngồi nè, có nghe đào đấy, nghe đào nó báo hiệu đau thọ đà thọ đau thọ khổ, thì đau là thọ khổ rồi đó. Đau tăng dần, bắt đầu chỗ đau đó nó tăng đến độ khủng khiếp này. Khủng khiếp này như thế nào? Con cố gắng giữ tâm quân bình, dù đau tâm đó như thế nào là tâm tình, cố gắng giữ thoát ly, xả ly. Giải thích mấy bữa rồi nhé, phương pháp với đức Phật để xả ly, thoát ly và quan sát cơn đau này. Đau giờ đau chạy đau đau giờ đau 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 bây giờ nó đau nó rõ ràng, nó tăng thêm nó tăng. Bỗng nhiên thấy mất này, thấy mất cũng như nó tăng thêm thì giống như là khủng khiếp, giống như gần chết, bắt đầu nó mất đi này, nó mất đi một cách rất là nhanh, quay hưởng tiện này chạy xa ra một lần như thế thôi. Như vậy như thế nào? Về minh sát, kinh Ngài giải thích cho rõ. Đây khi nói chút đi qua cái đời, có một cái câu chuyện đau, con người đau đau khủng khiếp, hay phải cái đau này nhớ trời khủng khiếp, ngôi nhà thương rồi nhớ thương, ôi cấp bách phải giải quyết liền, không giải quyết bệnh này phải chết liền này. Đưa lên cả mổ để cho thuốc mê. Người đó đau trong lúc đó, bây giờ trong giây phút đó bắt đầu như này, thuốc mê bắt đầu mình một giây phút rồi người ta giải phóng rất là nhanh, chậm chút là chết đi, liền cắt bỏ không biết chỗ nào đâu, rồi băng bó trở lại, người đó giúp mình rồi một cái cơn đau dữ dội không khiếp, đó là cái cơn đau hình như không còn, có cái đau thật mà nó nhẹ hơn, mình chịu đựng được rồi. Hình như trong cuộc đời của mình không có cơn đau, ý nói là hình như không có đi nhà thương, một cái đau không khiếp tự nhiên phải đi nhà thương là như vậy, không có đau gì nào. Đây cũng như một cuộc đời hình như gặp một lần, nhất sanh nhất tử, nhưng mà nó tái lại như vậy đấy, hay không phải là đi nhà thương. Lúc khi một cái sự xảy ra trong một cuộc đời tai nạn nào đó, ôi trời tôi chết hụt rồi sao này, hết cuộc đời hình như không có cái đó, mà đó chết thì hụt và theo chết, mà không chết rồi thì chết hụt, mà không xảy ra trong lúc sau này không xảy ra. Hay câu chuyện giống như vậy, thiền minh sát thì có một cái giám sát thọ sáu, thì thọ nó đau chịu không nổi là chết rồi, đau không nổi là chết, mới gọi là khổ. Khổ sanh chịu nổi ba rồi, khổ già chịu nổi ba rồi, khổ bệnh chịu nổi ba rồi, khỏi chết mới chịu. Ôi như vậy gọi là chết, nghe vậy đau chết, bây giờ đau nó tự nhiên nó biến mất đi quý vậy đấy. Rồi sao đó ngồi hình như không cảm giác, một lần đó mình thiếu, mình nhớ mình ngồi chỗ đó giây phút đó, giờ ngồi không thấy cái đó nữa, hình như không thấy ta lại. Đây cái câu chuyện đang như vậy thầy giống như vậy, nó sanh thay vì chết là bây giờ nó không chết, vì bị Đức Phật các pháp hữu vi thật không bình vững, nó cả trạng thái sanh rồi diệt, diệt là chết rồi. Mới chợt thôi, ôi chết, nhưng sao các pháp hữu vi nó là như vậy, vì vô thường khổ.
trong vô thường khổ, trong khổ đau là bất lạc không ngã, hoặc nói là ôi cái gì cũng sanh chết sanh tử bây giờ, ôi chết rồi, ôi chết tay bắt đầu nó vượt qua cái đó rồi, thay vì chết nó không có có cái tuệ na cái tình tuệ, sau khi nó là tuệ sanh diệt, tuệ diệt nó bắt đầu nó qua cái đó, diệt là thấy chết thôi, bây giờ nó học chết đi tới một đoạn tới lúc sợ ra đời, không phải là chết, tôi sợ lắm, tôi làm gì nó không tới vì sợ sai chết, thấy cái này cũng có mà trở lại nó cũng ở trong trong đường đi mà dù trở lại việc cũng đã là mình nói như vậy mình phải cẩn thận nó qua, tôi nói như vậy mình cẩn thận nó cũng qua và lại, nhưng bây giờ biết như thế nào là cẩn thận chánh niệm tình giác giải quyết phải đạt cái như vậy đó, tiếng nói của chánh niệm để giải quyết đó thoát ly rồi xả ly, cái nghĩa như vậy cái câu đó lần lần sẽ tiếp tục giải thích cho gì. Đây là câu số 1 đã trả lời rồi, câu số 2 đã trả lời, câu số 3 trả lời rồi, còn giờ tu niệm giờ tu niệm cái thầy pháp liên quan với giải thích và cũng là một thầy pháp để giải thích kinh nghiệm của ba thiền sinh, thì cái đó bài học chung, nếu có gì gặp trường hợp vậy rồi việc nghe nữa gọi là xuất tâm nhập nhà, nghe rồi nghe trở lại càng hiểu thêm, nghe trở lại càng hiểu thêm nữa gọi là xuất tâm nhập nhà là như vậy, gọi là tuệ hả? Tuệ học, tuệ tư duy và tuệ hành trong ba này với chúng ta. Vậy thì còn ghi lại trả lại với thiền miền mặt ở trong thời buổi nào khi mà giữ ở trong Zoom mà có gì trả lại với hơi thở với đối tượng của mình, quan thân trên thân tiếp tục hoặc thở tới như thiền sinh giải thích thì thở quan thọ trên thọ hoặc từ khác nói về cái cảm thấy tâm tịnh, tâm thấy là màu pháp vân vân, thì quý vị quán quán thân quán giới trong sạch rồi quán tâm, tâm tịnh giới tịnh tâm tịnh kiên tịnh vân vân, thì mời quý vị trở lại với hiện tại với tiếng nói của chánh niệm, mời quý vị trở lại nghe và tập để hiểu tiếng nói của chánh niệm. Mời quý vị tiếp tục.
Sampe sankhara nicchati yada panyaya pasati atanem pindate dukkhe esamanko visuddhiya. Sampe sankhara nicchati yada panyaya pasati atanem pindate dukkhe esamanko visuddhiya. Sampe dhamma nantati yada panyaya pasati atanem pindate dukkhe esamanko visuddhiya. Anicca vata sankhara upada vaya dhammino upanchendva narajanti te sangbo pasamahasukho. Anicca vata sankhara upada vaya dhammino upanchendva narajanti te sangbo pasamahasukho. Anicca vata sankhara upada vaya dhammino upanchendva narajanti te sangbo pasamahasukho. Nhân quả công đức Phật Đà
nguyện mau giải thoát sanh già khổ đau, quá tư nhân sâu màu, tâm tăng tư đại khỏi sao điều tàn. Dân hoa cùng đến thăm ma, nguyện mau giải thoát sanh già khổ đau, quá tư nhân sâu màu, tâm thân tư đại khỏi sao điều tàn. Dân hoa cùng đến tăng già, nguyện mau giải thoát sanh già khổ đau, quá tư nhân sâu màu, tâm thân tư đại khỏi sao điều tàn. Thế Tôn lời giải tỏ tường, năm điều quán tưởng phải thượng xét cả ra. Ta đây phải có sự già, thế nào tránh thoát lúc qua cân tàn. Ta đây bệnh tật phải mang, thế nào tránh thoát đáng mạnh lành. Ta đây sự chết sẵn dành, thế nào tránh thoát tử sinh đến kỳ. Ta đây phải chịu phân ly, nhân vật quý mến ta đi biết mà. Ta đi với nghiệp của ta, dù cho tốt cả sau tạo ra tự mình. Theo ta nhớ bóng theo hình, ta thọ quả bao phân minh kết thành. Thì tuệ quang chiếu tỏ tường, các hành vốn dĩ vô thường xưa nay. Phát ly phiền não khổ đoá đài, là thanh tịnh đạo ai đại chớ quên. Khi tuệ quang chiếu tỏ tường, các hành vốn dĩ đau thương khổ nàng. Phát ly phiền não chán nhằm, là thanh tịnh đạo niết bàn tìm đâu. Thì tuệ quang chiếu tỏ thường, các pháp vô ngã chẳng thường là ta. Thoát ly phiền não ác ta, là thanh tịnh đạo chẳng xa lối về. Sa thu sa thu lành thai, ngưỡng cầu các đấng chư thiên trong vòng tỉnh xa ngự liên hàng ngày, ngự nơi đền tháp xưa nay, những nơi thiệt thân nơi cây bồ đề, chúng con xin hồi hộp về. Sẽ dùng pháp thi kiều để cúng dâng, rồi xin hồ độ chư tăng, cửa từ ẩn náu phương hàng hà xa, tỳ khu chẳng luận trẻ già, cao hạ trung hạ hoặc là mới tu, thiền nam tín nữ công phu, đều là thi chủ đồng phù trợ nhân. Những người trong khắp thôn lân, kiều cư châu quận được phận an khương. Chúng sanh bốn loài thông thường, ngọn thai khắp hoa kỳ nương pháp.
lành, giải thoát pháp bảo nên hành, đặng mà dân khô quyền quanh đòa đầy, cầu cho hưng thành lâu dài, pháp thiện trí thức các ngài mở mang, bậc tu xin được bình an, cầu cho tâm chúng các hàng hòa nhau, lại thêm phẩm hạnh thanh cao, những qua lợi ích kết mau kiệt thì, cầu xin pháp bảo hộ trì cho người tu đã quy y Phật rồi, xin cho cả thầy chúng con tấn qua trong pháp Phật rồi giao truyền. Do sự phước bao mà chúng con đã trong sanh làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vĩ lai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tiếp theo chương trình, giờ thì là thời chúng ta chia ra làm hai, chúng ta đi thiền hành nửa tiếng và sau đó chúng ta trở về ngồi thiền nửa tiếng. Và có những nơi thì là cái giờ nghỉ ngơi, dùng cơm sáng. Và bây giờ thì cũng là trong những cái tiếng Anh. Nếu mà những vị con muốn nghe thì có thể ở lại để nghe. Now is the translation of this morning Dharma talk. This morning, Sayadaw will answer the question. This is part of the interview, the daily interview that the yogi have a chance to ask questions. So today we have three questions. The first question, the yogi said that every day, because of this retreat, she appreciates that every day she can wake up and start being mindful. And so she thanks Saroji and the organizer for putting this retreat together so that she have a chance to practice from home, practice mindfulness. So she said that once she sit down, she start noting the rise and fall movement. And she see that her noting can be 100% on the object. And so that means that her mind can stay dually on the rise and fall movement. At that time, sometimes she can see that the movement becomes small, sometimes becomes short, the movement sometimes becomes very strong. Sometimes she aware of the movement of the breathing in and out of the nose. So she aware and know that in and out, in and out. As she continued to know, she see that there is the tightness at the eyes, the two eyes. When she close her eye, but she can feel the tightness. And she can feel that tears is running from her eyes. She aware of that and then aim back to the abdomen
to note the rise and fall movement again. When continuing to note, sometimes you can see the light arising in front of her. The light just come, arise, and arise in front of her. And she note that as seeing, and then she go back to no rising and falling. At that time, she aware that the mind is very peaceful. Everything become very clear, and with the knowing, then the monk began to chant. So she note the chanting, the voice, hearing, and she also aware that the sound is very peaceful. At that moment, she note hearing, and she felt that the mind is very cool, very fresh, and she began to wipe her tears. At that moment, there was no thinking, just being at present with the moment, the present moment. So that was her experience that she wanted to report, and she wished that Sarah G always be well, happy, and peaceful. She said that she has never attended any retreat before, but now is the first time she can try to practice being mindful. Sometimes she also forget. There's a forgetting moment, but she tried to know forgetting, and then try to go back to being mindful. And then in the morning, she always appreciate the chance to take the precept with Sarah G. And once she took the precept, then she understand to keep her bodily action and verbal action pure, and then continue to practice mindfulness to keep her mind pure also. So she appreciate Sarah G. She appreciate the Chipo Jam for the teachings that make her able to practice to gain this peace of mind. And she will continue with the practice with the remaining time of the retreat. So that was the experience that the yogi expressed. And then Sarah just go through, and he just kind of notes some of the main point. And he said that the noting is correct, and just keep going. Just noting everything arise through the four foundation. The body, everything arises, the body should be noted. If it arises at the present moment, like rising and falling, any feeling arises at the present moment should be noted. Any state of the mind, good or bad, if it arises at the present moment, should be noted while we are practicing meditation. And then every sound, hearing or seeing light, hearing sound, hearing chanting, those are all to be noted. Hearing, seeing. So by doing all that, then we will see the nature that everything arises and disappears. So that was the first question, the first experience that was recorded. The second question, the yogi said that, again, I'm going to assume this is a she. She practiced for a while according to the Maharshi tradition, and she felt very joyful with the practice because she see that it's very beneficial for her. But she aware that she have a habit. The habit is that she like to think. She like to read about the Dharma, read about everything from different meditation teachers. Every day she read about 30 minutes. She understand that with the reading, sometimes there is the attachment to what she read. But this is a habit that she has not cannot let go yet. So she wonder if Sarah G can have any advice for her as far as the reading habit. The Sarah answered that in the practice, according to the Buddha teachings, there are two. First, we need to study. We study by learning, by reading, learning about the Dharma, and then reading the Tipitaka, the three basket. There are so much to learn, learning about Abhidhamma if we have the time. And then after that, we need to practice. Once we learn the practice,
then we have to put that into our to practice ourselves. So reading is a support. It helps us to gain faith, and with the faith, then we can put effort to put into our practice. So if the yogi can read every 30 minutes every day, it is okay. It is good. But as far as the retreat is concerned, if he or she is attending full time, that means he or she has the intention to attend full time on a meditation retreat, then the yogi should not read. Because when we have the intention to attend full time, that means we try to be mindful every moment. Every moment is to be mindful. But if we are at home, we don't have the ability to attend full time, we need to work, we go to work, we need to cook, we have to do other things, then we are attending half time, then reading should be okay. We can reserve some time to read. And so Sarah said that every day we always begin by aspiring to keep our precept. Precept is the foundation. So we always try to go back and maintain that strong foundation. And with the five precepts and the eight precepts, we understand the five precepts. The difference between the five and the eight precepts is the third precept. The third precept is sexual misconduct. And the sixth precept is no eating after lunch. The seventh precept is no decoration, no perfume, no listening to music, no watching TV. And then the eighth precept is no sleeping in a high bed, luxurious bed. So that's for the eighth precept. And this eighth precept can be kept for one day. We usually we took the precept for the eighth precept for one day so that the whole day and whole night, we just maintain the eighth precept. So then with the eighth precept, then we try not to read. Because with the eighth precept, usually we try to put into our practice continuously. In the same way in the Buddha time, on the Uposatha day, on the full moon day, the yogi usually comes to the temple and take the eight precepts. And for one day and one night, the yogi would just practice meditation. But when the yogi go back home, then the yogi try to keep the basic five precepts. Always keep the basic five precepts. And that's when we can start reading. If we like to read, we can read when we take the five precepts. As far as the sixth precept, not eating after lunch, the Buddha allow us to eat after lunch, which is okay. But if we can try to not eat after lunch when we keep the eight precept, if we can keep the eight precept for one day, one night, and not eating after lunch, that just allow us more time to practice. And by doing that, then it allow us to maybe arrive at our goal faster. We can gain our goal. We can achieve our goal of enlightenment faster if we can try to have more time to practice. And that's the reason why there is the sixth precept, the seventh precept of not watching TV, the eighth precept, not no tourist bed, etc. Of course, when we are at home right now, many yogi cannot attend full time. They can only attend half time because they have to go to work. They have to stay home. They have to take care of the chores at home. They have to cook everything else at home. So because of that, then yogi can reserve a certain time that they can read, which is a good thing also. But if we decided to sign up for full time during this retreat or any retreat, full time means the morning when you wake up to the evening when you go to sleep. Every moment we try to follow the schedule. If it's sitting meditation, we do sitting meditation. If it's walking meditation, then we do walking meditation.
And so if that's the case, then there is no time to read for us to read. When we practice, then we gain the wisdom. When we read about books and things like that, then we can gain knowledge. So these are a little bit different. The knowledge we can gain from reading, but the wisdom to really understand the nature of impermanent suffering and non-self, we can only gain through our practice. And when we practice, then we can gain concentration. Concentration means no thinking. When we are reading, we learn from other people. It's knowledge borrowed from other people. But when we practice, it is our own wisdom, the thing that we learn from our own practice. So if we want to maintain continuous concentration through mindfulness, Sayadaw suggests that we should not read. That means that we are in a full-time mode, that we know that we are practicing full-time. Sayadawji give an example of concentration. Concentration means not thinking. So for instance, when we go to sleep at night, we sleep, and when we wake up, we feel very fresh. We enjoy our sleeping time. But what does that mean? What does it mean when it means enjoy our sleeping time? Usually it means that during sleeping time, there's no thinking. And during sleeping time, there's no hearing and no seeing. Just the mind, just not aware of everything. Just kind of forget everything. And because of that, the mind can relax, almost like take a break. In the practice, in a similar, almost similar way, the mind is focused. The mind is not thinking, not quite hearing. Because hearing arises with note, hearing. It's not seeing anything, because seeing arises is just no seeing. So at that moment, there's no thinking, no hearing, no seeing, but just knowing. It does not forget. When we practice, we don't forget the present moment. And with concentration, the joy arises. Sometimes yogi can see the light. And then, of course, there's peace at that time. So it almost feels like the joy that we feel during our sleep, but it's a different because there's a knowing when we practice meditation. And with the knowing, then there's no delusion. That's the second question. The third question, the yogi said that when, I'm going to assume it's a he, when he sit, he aware of the pain. The pain arise. And with the pain arise, he tried to note them, and he see that it increase to the maximum. It's actually very, very painful. And he continued to try to note that. He see that the pain increased, and as it continued to increase to the maximum, then after that, it reduced. It go down, and he tried to maintain the balanced mind. Actually, he said that while the pain increasing more and more, he tried to maintain a balanced mind by not detach from the pain. So he tried not to hate the pain, and he just tried to note the pain as it is, according to Sayadawji teaching. So he tried to note as it is. The pain is just pain, and you see that the pain itself increased, but then it also decreased and then disappeared. And so Sayadawji said that that is the attitude that we should have when noting the pain. Pain is a sensation, and if it arises at the present moment, it should be noted as it is to see how it arises and how it disappears. Sometimes we can see that it increase, sometimes we can see it decrease and disappear. And we try not to note it so that it disappears. There's not an attitude that we want the pain to disappear. The attitude here is that we note the pain to understand their nature, to understand that they are impermanent, they are suffering, and the pain does not belong to us. The pain is just the pain itself.
something we have no control over, so it's non-self. Saraji gave some of the example, like when we have a real big pain, it's really intense, and we have to go to the hospital. And at that moment, the doctor decides that we need to do surgery. So we see that we have to go through all of this, and the pain really is intense through the surgery to the maximum. But then after the surgery, then we see that the wound is covered, the pain reduced, even though there's a little bit pain, but you see clearly that it has reduced. And then slowly, then the pain also disappears. So the process is similar. Sometimes the pain arises and it increases to the maximum through the surgery. But then through that, we can see that, we see that it reduced, and then we see it disappear. Sometimes also in life, we feel like we almost miss a accident. Like a big accident occurred and we almost miss it. And then after we miss it, then we feel that now we feel relieved. And we feel that that has, the accident has reduced, and we feel very relieved and happy. So it's almost like something happened to the maximum, and it make us worried, but then it just disappeared. It just end, and then we come back to being relieved again. And the same when we sitting, when we see the pain, it becomes so much. We can see that the pain arise in the body. The pain arise because we get sick. The pain arise because we get old. And then the pain arise when someone passes away. So those are the kind of pain that we can experience in life. By just noting them, we will see that the moment they arise, they stay a little bit, and then they always disappear. So after noting them, we see that it was there before it arise, it was not there. When it arise, it stayed, and then after staying, and it also disappeared. And now after it disappeared, we don't see it anymore. So when there's something that arise, will disappear. That's the nature of impermanent for all phenomena. And after it disappears, it does not last. There's no longer. It's already gone. So understanding that and seeing that, then we see that every moment, everything are not the same. Everything arise at the present moment, they stay and they disappear. And once they disappear, they do not go back. They do not come back to us again. It would be a new continual process. So as far as the Vipassana knowledge, this is the knowledge of seeing the arising and disappearing of the object, the quick arising and disappearing of the object, which is the fourth knowledge in the six, among the 16 Vipassana knowledge. And if we continue to know everything arise and disappearing, then we can arrive to the next knowledge, which is seeing everything just disappearing. And then after we see that everything just disappearing, then we begin to feel this passion. We feel it's disgusting that all the objects that because they arrive and disappear, then we feel fear. And then that's when we begin to renounce for them. We become less attached to them. And then we begin to feel the mind being balanced. And then from then on, then we begin to gain the real knowledge of enlightenment. So that's where we stop on the third question. And today we have three questions, and we have a few moments to sit and meditate. And so Sayadaw Ji lead the meditation. He said that when we sit down,
so I can be mindful, noting everything that arising, and just noting the object, the moment that it arises. It's the sound of mindfulness. It's the sound of mindfulness that we can hear. We can see this sound of mindfulness by the noting. If rising arise, we know rising. If falling begin, we know falling. If pain arise at that present moment, we know right away, and that's the sound of mindfulness. If thinking arise and we just note them as thinking, then that's the sound of mindfulness. If hearing, any sound arise and we know hearing, that's the sound of mindfulness. So we should try to apply and listen to this sound of mindfulness more and more within our practice. And that's where we stop for this morning Dhamma talk. And we thank you, Sadhguruji, every day for giving us this precious Dhamma gift so that we can understand and we can apply to our practice. We have a few days left within this 10-day retreat. Hopefully that everyone can maximize our time so that we can practice more and more at home. So now is the sitting meditation for half an hour sitting meditation. Thank you for your attention.